tin đến với eJoy trong giai đoạn cách ly ở nhà mùa dịch corona. Có rất nhiều bạn tin đã tìm đến với eJoy để học tiếng Anh theo một kiểu mới cực kỳ ngầu và miễn phí. Video hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ với các bạn làm thế nào để yêu lại được tiếng Anh ở trường theo kiểu tin qua YouTube video nhé. Mình sẽ chia sẻ với bạn 4 nội dung chính trong video này. Thứ nhất, học trên eJoy có gì khác biệt? Thứ hai, cách luyện nghe nói trên eJoy như thế nào? Thứ ba, chán học trên eJoy rồi thì làm sao? Và cuối cùng, nếu bạn không có laptop thì bạn sẽ học như thế nào? Điều duy nhất là nên sự khác biệt đấy là bạn sẽ được học những nội dung mà bạn yêu thích. eJoy tạo ra hệ sinh thái 5 sản phẩm giúp cho bạn tương tác với những nội dung số từ YouTube video, phim ảnh, tin tức tài trí và chuyện online. eJoy sẽ tạo nên những bài tập để bạn luyện nghe nói và từ vựng dựa trên chính những nội dung mà bạn yêu thích như vậy. Như vậy là cùng một lúc bạn giải quyết được rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, bạn tìm hiểu được văn hóa các nước nói tiếng Anh. Thứ hai, bạn nghe được tiếng Anh nhiều hơn, đọc được tiếng Anh nhiều hơn. Thứ ba, bạn sẽ luyện nói và luyện từ vựng tiếng Anh theo ngữ cảnh sử dụng từ. Bạn sẽ học một cách rất là tự nhiên, giống như là bạn học tiếng Việt khi mà bạn mới 2-3 tuổi. Học tiếng Anh với nội dung bạn yêu thích, nghe đơn giản nhưng không phải bạn nào cũng bắt đầu được ngay. Các bạn mới, các bạn chưa có nhiều vốn từ tiếng Anh, chưa tiếp xúc nhiều với văn hóa Anh nên các bạn sẽ bị bí ở chỗ. Mình không biết nên xem video nào cả. Vậy bạn đừng lo, team eJoy đã tổng hợp giúp bạn các video YouTube theo chủ đề mà bạn học ở trường. Ví dụ bạn lớp 12, bạn học bài 7 về trí thông minh nhân tạo, một khái niệm khá là trừu tượng đối với bạn. eJoy gợi ý bạn xem trích đoạn phim có sử dụng AI, như là trong phim Captain Marvel hoặc Spider-Man. Hay bạn lớp 6, bạn học về televisions, trong đó có đoạn nói đến các chương trình TV như Meet the Beans, nhưng bạn lại chẳng có điều kiện để biết đến chương trình đó trông như thế nào. eJoy đã tổng hợp các đoạn clip ngắn, nhờ đó bạn sẽ hình dung rõ hơn về bài học ở trên lớp. Bạn lại được tiếp xúc với văn hóa Anh, và quan trọng nữa, bạn sẽ được nghe tiếng Anh một cách tự nhiên, hứng thú. Trước khi bắt đầu học, bạn sẽ cần chuẩn bị thứ nhất là một laptop có kết nối Internet để vào website eJoyGo. Thứ hai là cài ứng dụng tra từ đang được hơn 100.000 người trên thế giới sử dụng eJoy Extension. Nếu bạn không có laptop, ở phần cuối của video mình có chia sẻ cách học mà không dùng laptop. Cách học khá đơn giản. Bước 1, bạn đang học lớp nào, hãy chọn khóa học dành cho lớp đó. Bước 2, ở lớp bạn đang học đến unit nào, hãy chọn unit đó. Các unit được đặt tên giống với cả sách giáo khoa. Bước 3, bạn chọn video có tiêu đề hình ảnh bắt mắt với bạn. Rồi bắt đầu nghe, bạn có thể bấm vào tra từ, bôi cả câu để dịch nếu cần. Nếu bạn thích video này, hãy luyện tập với nó ở phần quiz. Với câu hỏi này, bạn cần gõ từ bị thiếu. Với câu hỏi này, bạn gõ chữ cái đầu tiên của mỗi từ bị thiếu. Ví dụ, chữ cái S, chữ cái L. Đến bài tập thử thách hơn, bạn hãy nghe và chép nguyên lại cả câu. Cuối cùng, với bài tập luyện nói, bạn hãy bắt chước theo nhân vật ở trong video. Nếu bạn chưa làm hết, eJoy sẽ lưu lại tiến trình học bài của bạn. Hôm sau bạn mở đúng máy của bạn, bạn sẽ thấy bài học còn dang dở của mình. Nếu bạn đã chán học trên eJoy, chán học các khóa mà eJoy giới thiệu rồi thì sao? Well, đây chính là thời điểm mà chúng mình rất là mong muốn nó xảy ra. Bởi vì sao? Vì thực ra nếu bạn được học những nội dung mà bạn thích, nếu bạn tự chủ động tìm nội dung bạn thích thì lúc đấy bạn học sẽ hiệu quả hơn rất rất nhiều. Và bạn hoàn toàn có thể làm được điều đấy ở trên eJoy. Bạn lớp 6, bạn học unit 11 về một thế giới xanh. Bạn có thể tự tìm video với từ khóa Go Green trên eJoy. Sẽ ra rất nhiều video liên quan và bạn có thể tự chọn video mà bạn yêu thích để luyện tập. Thậm chí bạn cũng có thể lên YouTube, tự tìm video về Go Green Tips. eJoy Extension sẽ tích hợp với YouTube, giúp bạn tra từ ngay trên video. Thậm chí còn giúp bạn dịch cả câu YouTube nếu bạn không hiểu. Hãy ấn giữ phím Alt là phím Command trên MacBook, rồi dùng chuột và chọn từng từ vựng mà bạn chưa biết ở trên video. Quá tiện lợi phải không? Nếu bạn không có laptop thì sao? Bạn hoàn toàn có thể học miễn phí trên điện thoại với ứng dụng của eJoy. Hãy bắt đầu tải ứng dụng eJoy về nhé. Bạn thiết lập tài khoản trên eJoy, sau đó chọn xem danh sách các khóa học. Trên eJoy có gần 100 khóa học theo các chủ đề khác nhau. Bạn học lớp nào sẽ tìm khóa học của lớp đó theo cách sau. Bạn bấm vào biểu tượng lọc khóa học, chọn mục Education, quay lại và tìm khóa học phù hợp với bạn. Ví dụ, khóa học lớp 6, bạn chọn Start Learning để bắt đầu với bài học đầu tiên.
hoặc bạn có thể quay ra chọn unit phù hợp với chương trình đang học ở trên lớp và chọn video bạn yêu thích. Nghe hết video, tra từ nếu cần. Nếu bạn thích video này, hãy mở khóa video để làm các bài tập nghe, quiz, nhại theo, shadow, viết, write và roleplay, nhập vai. Để học miễn phí mỗi ngày với một video trên eJoy, bạn hãy tích lũy eJoy Coin bằng cách bấm vào nút hộp quà màu xanh, chọn mở hộp quà. Bạn sẽ nhận được một số coin nhất định 10, 20, 40. Để mở một video bạn cần 20 eJoy. Đối với tài khoản mới bạn sẽ có 60 eJoy. Mỗi ngày bạn mở đều đặn, bạn sẽ có trung bình 20 eJoy. Như vậy, bạn sẽ có đủ eJoy để học một video mỗi ngày nhé. Ngoài các khóa cho học sinh phổ thông, eJoy còn tổng hợp rất nhiều các khóa học khác. Ví dụ, dành cho các bạn luyện thi IELTS sẽ có khóa IELTS Global Issues TED Talk in Brief. Luyện kỹ năng giao tiếp thông thường có khóa Naturally Speaking, giọng hay, chuẩn, diễn viên Mỹ, video nói chậm rãi, đơn giản. Sau đó, bạn luyện đến khóa TV Shows, các chương trình truyền hình thực tế, nói nhanh, tiếng lóng, dạng hội thoại thực tế, hài hước và thú vị. Cho các bạn bé, các bạn tầm 4 đến 5 tuổi sẽ có khóa Kindergarten. Các bạn cấp 1 có khóa Primary School với các video ngắn và hội thoại đơn giản. eJoy là một startup trẻ tự thân. Chúng mình đang dành hơn 200% năng lượng và thời gian để phát triển các ứng dụng và sản phẩm giúp cho bạn học ngay từ những nội dung mà bạn yêu thích. Trong đợt dịch này, chúng mình mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để giúp các bạn tin có một trải nghiệm khác lạ về thế giới tiếng Anh. Nếu bạn cần hỗ trợ bất cứ điều gì, hãy để lại comment ở phía dưới video cho chúng mình. Subscribe YouTube channel và Facebook fanpage của chúng mình nhé.